Avezac Giải bài tập full môn Soạn văn hay nhất Học livestream miễn phí Tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu Vào thư viện áp Tải ngay Avezac Xin chào các em Cô rất vui được gặp lại các em trong bài học tiếp theo của chương trình tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2 Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tiết học tiếp theo để ôn tập về phần cat and mouse như các em đã biết thì phần cat and mouse này cứ sau mỗi phần review thì chúng ta lại có Cụ thể sau review số 3 thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại các bạn mèo và chuột với cat and mouse phần số 3 nhé Xin mời các em mở sách giáo khoa trang số 38 và 39 Các em có thể quan sát thấy bài học ngày hôm nay của mình sẽ bao gồm có 6 hoạt động Chúng ta sẽ bắt đầu với hoạt động 1 Đó là read and listen to the story Hãy đọc và nghe câu chuyện Quan sát vào toàn bộ câu chuyện ở bên dưới Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp lại ba nhân vật Đó là bạn Mew, bạn Cheat và bạn Marins Bây giờ hãy quan sát vào trong sách giáo khoa từng lời thoại của nó và cô sẽ giúp chúng mình đọc mẫu một lần trước khi các em nghe đoạn băng ghi âm nhé. Good morning, Mew. How are you today? Hello, Chit. I'm not very well. What's the matter with you? I have a headache, a stomachache, and a fever. oh that's terrible you should go back to bed i can't i have to go out why because i'm going to the zoo with marins and doris hello mew speaking hello marins how are you hello mew is Marin's here. I'm ill, and Doris is ill too. We can't go to the zoo. I'm sorry. Don't worry, Marin's. I'm ill too. We can go to the zoo next week. Marin's and Doris are ill too. They can't go to the zoo. Good. Good. Yes, you can stay home and go to bed. Vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu về cuộc hội thoại giữa ba bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng quay ngược trở lại từ đầu và nghe đoạn băng ghi âm của sách giáo khoa nhé. Các em sẽ được nghe hai lần và bây giờ là lần nghe số 1. page 38 short story cat and mouse part 3 activity 1 read and listen to the story good morning, mew. how are you today? hello, chit. i'm not very well. what's the matter with you? i have a headache, a stomach ache, and a fever. Should go back to bed. I can't. I have to go out. Why? Because I'm going to the zoo with Morris and Doris. <coughs> Hello, Mew speaking. Hello, Mew. It's Morris here. Hello, Morris. How are you? I'm ill. And Doris is ill too. We can't go to the zoo. I'm sorry. Don't worry, Maurice I'm ill too. We can go to the zoo next week. Morris and Doris are ill too.

should go back to bed i can't i have to go out why because i'm going to the zoo with morris and doris <coughs> hello mew speaking hello mew it's morris here hello morris how are you? I'm ill, and Doris is ill too. We can't go to the zoo. I'm sorry. Don't worry, Maurice. I'm ill too. We can go to the zoo next week. Maurice and Doris are ill too. They can't go to the zoo. Good. Good. Yes. You can stay home and go to bed. End of CD two a Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau dịch câu chuyện này sang tiếng Việt. Chào buổi sáng Miu, hôm nay bạn thế nào? Chào Chít, mình không khỏe lắm. Có vấn đề gì với bạn vậy? Mình bị đau đầu, đau dạ dày và cả sốt nữa. Ô, thật tệ. Bạn nên quay trở lại giường. Mình không thể, mình phải đi ra ngoài. Tại sao vậy? Bởi vì mình sẽ đến sở thú cùng với Morris và Doris. Tiếng chuông điện thoại của nhà bạn ấy reo. Xin chào, Mew đây. Chào Mew mình là Maureen đây. Chào Maureen, bạn thế nào rồi? Mình đang ốm và Doris thì cũng ốm. Chúng mình không thể đến sở thú được, mình xin lỗi. Đừng lo Maureen à, mình cũng đang ốm. Chúng ta có thể đến sở thú vào tuần sau. Morris và Doris đang ốm mất rồi. Họ không thể đến sở thú được. Tốt lắm, tốt sao? Đúng vậy, bạn có thể ở nhà và nằm trên giường. Đó là nội dung của hoạt động số 1. Nội dung chính của câu chuyện này đó là về bạn Miu và bạn Chit đang nói chuyện với nhau về việc là bạn Miu bị ốm. Bạn Miu bị những bệnh gì nhỉ? À, bạn ấy bị đau đầu, đau bụng và bị sốt. Sau đó thì bạn ấy không dám lên giường nằm bởi vì là đã có hẹn đi chơi sở thú với Doris và Moritz. Tuy nhiên thì hai bạn ấy cũng bị ốm theo vì vậy chuyến đi đã phải hoãn lại sang tuần sau. Và kết thúc đó là bạn Mew có thể ở nhà và nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các bài tập liên quan đến câu chuyện này. Bài tập số 2. Answer the questions. Hãy trả lời các câu hỏi. Bên dưới này chính là 5 câu hỏi có liên quan tới câu chuyện vừa rồi. Chúng ta sẽ lần lượt đi trả lời cho từng câu. One Is Mew feeling well? Bạn Mew có đang cảm thấy ổn không? Để trả lời được cho câu hỏi này, chúng ta sẽ cùng nhìn vào bức hình số 2. Đây chính là hai bức hình đầu tiên của chúng ta. Trong hai bức hình này thì bạn Miu và bạn Chit gặp nhau, hỏi thăm nhau. Tuy nhiên thì bạn Miu lại nói rằng I'm not very well. Mình không được khỏe lắm. Và cái lý do mà bạn ấy không khỏe đó là gì? I have a headache, a stomach ache and a fever. Bạn ấy bị đau đầu, đau dạ dày và bị sốt. Câu số 1 chúng ta trả lời no he is he isn't sorry. No he isn't. Câu hỏi số 2, number 2, what's the matter with him? Có vấn đề gì với cậu ấy vậy? À như cô vừa phân tích ở câu trước thì bạn ấy bị đau đầu đau bụng và sốt. He has a headache. A stomach ache. And a fever. Câu hỏi số 3. What is he going to do today? Hôm nay cậu ấy định làm gì? Để trả lời được câu hỏi số 3 này, chúng mình sẽ nhìn cho cô vào bức hình số 4. Đây chính là bức hình số 4 của chúng mình. Trong bức hình này, bạn Bill có nói I'm going to the zoo with Morris and Doris bởi vì mình sẽ đến sở thú với Maris và Doris. À, như vậy đây chính là cái ý định mà cậu ấy sẽ làm vào ngày hôm nay. Đó là đến sở thú với Morris và Doris. He's going to the zoo with Morris and Doris Câu hỏi số 4, number 4 Can Morris and Doris go to the zoo? Morris và Doris thì có thể đến sở thú được không? Để trả lời được câu hỏi số 4 này, chúng mình sẽ nhìn cho cô vào bức hình số 9. chính là bức hình gần cuối cùng của chúng ta trong cái bức hình này thì chúng ta thấy là cuộc nói chuyện giữa bạn Morris và bạn Mew bạn Morris nói rằng I'm ill and Doris is ill too we can't go to the zoo I'm sorry mình bị ốm và Doris thì cũng ốm. Chúng mình không thể đến sở thú được. Mình rất xin lỗi. Vậy là cả Maurice và Doris thì không thể đến được sở thú. Chúng ta sẽ trả lời cho câu số 4 là No, they can't. Câu hỏi cuối cùng. What can Mill do today? Hôm nay Mill có thể làm gì chúng ta sẽ tìm thông tin cho câu hỏi số 5 này ở bức hình cuối cùng sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Morris và Mill thì chúng ta lại có cuộc hội thoại nhỏ giữa bạn Mill và bạn Chit bạn Chit có nói là Yes, you can stay home and go to bed bạn có thể ở nhà và nằm trên giường. Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 5 đấy. He can stay home and go to bed. Chúng ta đã giải quyết xong toàn bộ 5 câu hỏi cho bài tập số 2 rồi mình sẽ đến với bài tập số 3 ở bên dưới. Unscramble this word from the story. Hãy sắp xếp lại những từ sau đây từ câu chuyện. Bên dưới chúng ta có 5 từ đã xuất hiện trong câu chuyện. Tuy nhiên thì các chữ cái, các ký tự của nó đang bị đảo lộn không theo đúng thứ tự. Và chúng ta sẽ cần phải nhìn vào các cái ký tự này để phát hiện ra xem là cái từ đó là gì. Câu A chúng ta có C-H-A-D-A-H-E-E. -E. Đây là một loại bệnh đã được nhắc đến trong câu chuyện. Đó là đau đầu, headache. Tiếp theo, câu B. Có các ký tự B-L-E-T-I-E. Uh, uh. Từ này xuất hiện trong bức hình số 3 đấy các em ạ à. Đó là từ terrible Terrible có nghĩa là khủng khiếp Tiếp theo Từ tiếp theo của chúng ta có các ký tự sau đây S-K-I-G-P-E-N-E-A-N -E đây sẽ là một từ vô cùng quen thuộc với chúng ta đó là từ speaking nói tiếp theo từ số bốn u s e c a b e từ này chúng ta sẽ sử dụng khi mà đưa ra lý do và nó mang nghĩa là bởi vì Đây chính là từ Because Và từ cuối cùng của chúng ta bao gồm Deputy R-E-A-M Từ này xuất hiện trong bức hình số 2 của câu chuyện Đó là Matter Vấn đề Chúng ta cũng đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi. Và bây giờ mình sẽ đến với bài tập số 4. Read and complete. Hãy đọc và hoàn thành. Ở bên dưới này chính là một đoạn trích nhỏ cuộc hội thoại giữa bạn Mew và bạn Chit. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ bao gồm có một số những câu hội thoại khác ở bên ngoài và chúng ta sẽ cần phải dựa vào nội dung toàn bộ của câu hội thoại để có thể điền được vào năm ô trống bên dưới. How are you today? Hôm nay bạn thế nào? Chúng ta sẽ trả lời là I'm not feeling very well. Mình cảm thấy là không được khỏe cho lắm mình cảm thấy không tốt lắm tiếp theo bạn A lại hỏi What's the chúng ta đoán được là What's the gì không nhỉ à What's the matter with you như vậy thì bạn B sẽ đưa ra cái vấn đề mà mình đang gặp phải với cấu trúc là I have. I have a stomach ache. Mình bị đau bụng. You should dot 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 in bed. Bạn nên làm sao ở trên giường nhỉ? À, bạn nên nằm nghỉ ở trên giường. Chúng ta có cụm stay in bed là ở trên giường. I can't. Mình không thể. Vậy thì khi đưa ra, khi chúng ta hỏi về lý do tại sao không thể thì câu hỏi của ta sẽ là why not. Tại sao lại không? I have to go to school. Mình phải đi học, không nghỉ ở nhà được. Đó là nội dung của bài tập số 4. Tiếp theo, hãy nhìn cho cô một chút xuống bài tập số 5 nào. Work in pairs, imagine you are sick. Talk about how you feel. Hãy làm việc theo cặp, tưởng tượng là em đang bị ốm, hãy nói về việc là em cảm thấy như thế nào. Bài tập này các em có thể thực hành ở trên lớp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 6. Yêu cầu của bài tập này là Read and match. Hãy đọc và nối. Chúng ta có 5 câu hỏi ở bên trái và 5 câu trả lời ở bên phải. Chúng ta sẽ nối câu hỏi với câu trả lời tương ứng. Trước tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đọc 5 câu hỏi này xem nội dung chúng là gì nhé. 1. What's the matter with your brother? Có vấn đề gì với em trai của bạn vậy? 2. Is he going to see a doctor? Cậu ấy sẽ đến khám bác sĩ chứ. 3. What about you? How are you? còn bạn thì sao bạn thế nào. 4. Are you going to stay in bed? bạn sẽ nằm ở trên giường chứ. 5. Why not? tại sao không và đây là bốn câu trả lời, sorry, năm câu trả lời của chúng ta. A. Yes, he is. Đúng vậy. B. I have a headache. Mình bị đau đầu. C. No, I'm not. Mình không. D. Because I have to go to school. Bởi vì mình phải đi học. E. He has a stomach ache. Cậu ấy bị đau bụng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nối từng câu hỏi với câu trả lời tương ứng. Câu hỏi số 1. Có vấn đề gì với em trai của bạn vậy? Ở đây, câu trả lời của chúng ta sẽ bao gồm có hai nội dung. Thứ nhất là cái vấn đề và thứ hai đó là nó nói về em trai và phương án thích hợp chính là y. Cậu ấy bị đau bụng. Câu hỏi số 2. Cậu ấy sẽ trở thành một bác sĩ chứ? Đây là một câu hỏi. Yes, no. Vậy chúng ta thấy rằng trong số các câu trả lời này thì có câu A và câu C là yes, no rồi. Tuy nhiên ở đây chúng ta hỏi về he, hỏi về anh ấy chứ không hỏi về mình. Vậy nên câu trả lời sẽ là A. Yes, he is. Tiếp theo câu hỏi số 3. Còn bạn thì sao? Bạn thế nào? À, câu này là hỏi về mình rồi. Vậy thì đáp án sẽ là B. I have a headache. Mình đang bị đau đầu. Câu hỏi số 4. Are you going to stay in bed? Bạn sẽ nằm ở trên giường chứ? Đây cũng là một câu hỏi yes no. Are you? Hỏi về bản thân mình rồi. Vậy là đáp án của chúng ta sẽ là C. No, I'm not. Không, mình không ở trên giường được. Và đương nhiên câu trả lời cuối cùng là câu D. Chúng ta sẽ nối với câu hỏi số 5. Why not? Tại sao lại không? Because I have to go to school. Bởi vì mình phải đi học. Đó là nội dung của bài tập số 6. Và bài tập này thì cũng đã kết thúc bài học, bài ôn tập của chúng ta đến đây. ngày hôm nay rồi. Cô rất cảm ơn sự chú ý và quan tâm của các em với bài học hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo khóa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách